Đấy, bò Việt Nam ấy là bò trắng và đen như này, không phải như kiểu là bò Ba Que, bò vàng đâu. Bọn Ba Que chỉ có bò vàng thôi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm trại bò sữa ở một cái vùng rất xa xôi. Phía bên kia là Yên Bái và bên này là Tuyên Quang. Đấy, và đây toàn bộ đây là cánh cánh đồng cỏ cho bò ăn này. À, cái nhà thờ kia hôm trước quay đúng không? À, đúng rồi đấy. Trồng rất nhiều cỏ và đây xem bò. Đây là trại bò sữa gì đấy? Wow, và đây đã toàn ngửi thấy mùi gì rồi ấy? Mùi thức ăn của bò. Nhưng là chắc không vào được hay sao ấy. Ở đây người ta cấm đấy. Ở đây được người ta cấm rồi, không vào được đâu. Không vào được đâu. Như vậy là ở đây có một cái vùng, một vùng để nuôi bò sữa. Đấy, chúng ta có thể được ngắm được bò đây này, rất nhiều. Không được vào đây. Quý vị có thể nhìn thấy một cái trang trại bò sữa rất là rộng chị. Vâng. Đấy, đang quay cái khung cảnh này. Người dân ở đây, công nhân đây rất là thân thiện. Nhưng mà mình không được vào đâu, bởi vì ở đây người ta cách ly rất là chuẩn chỉ. Quý vị có thể nhìn thấy những chú bò sữa rất đẹp. Khi những trang trại như thế này được mở ra ở những vùng sâu xa như thế này, khi những trang trại mà được mở ra ở những vùng sâu xa như thế này thì giải quyết được rất nhiều công ăn việc làm cho bà con nơi đây. Cái đường ở chính giữa này là cái đường mà đưa thức ăn vào sao này? Ở đây rất nhiều bò nhá. Đấy. Uầy, trong này nhiều chưa? Chuồng số 10. Một cái trang trại rất lớn. Quý vị có thể nhìn thấy à? Rất nhiều chú bò trắng đen. Ở bên này nữa này. Cái trang trại bò này được xây dựng lâu chưa hả chị? Được 5-6 năm ở đây rồi á. Bây giờ nó có khoảng bao nhiêu con bò để ở cái khu này? Hơn 2.000 con. Thế là chị chuyên làm vệ sinh cho bò hay là chăn nuôi bò? Chăn nuôi. Nhưng là những cái con bò bên này thì đã cho sữa chưa chị? Chưa cho sữa à? Các chị làm đây là ngày mấy tiếng? 8 tiếng làm thì lương được bao nhiêu? Rẻ là bao nhiêu? Lương của 5-6 triệu ở đây. 5-6 triệu ở đây, làm ở đây là thu nhập ổn rồi. 5-6 triệu là công việc ở đây là được rồi. Một cái vùng rất sâu xa đây. Trang trại rất là hoành tráng. À, cho bò nó vào đứng. Thế là cái khu bên kia là khu mà lấy sữa của bò à? Cái đàn này chắc là đàn non đúng không? Đây này, đàn này đàn non thôi. Thế một con bò mà nó cho sữa thì một ngày được bao nhiêu lít chị? Không biết được. Chị không làm bên khâu đấy đúng không? Không biết đúng không? Này, em quay sát con bò xinh chưa? Đấy, nó đang làm gì? Đứng đây thôi, không nó sợ đấy.
các chú bò trắng đen rất xinh. Nó rất rộng. Tiếng tắm bùn. Bọn bò đấy là đi tắm bùn. Đấy, bò Việt Nam ấy là bò trắng và đen như này, không phải như kiểu là bò ba que, bò vàng đâu. Bọn ba que chỉ có bò vàng thôi. Đấy. Rất nhiều, rộng lắm cả nhà. Cái nhà máy máy này rất là rộng. Ở đây trên đồng rừng thì rất là rộng, thoải mái trồng cỏ. Đây người ta gọi là nhà máy hay là trang trại chị? Hả? Công ty à? Công ty bò sữa gì? Nó tên là công ty gì chị? À, công ty cổ phần. Tức là ở đây, đây là một công ty sữa. Công ty cổ phần sữa, bò sữa. Rất rộng. Rộng lắm. Đây là những con bò bé tí à. Khu bên này thì là bò con bò kiểu mới sinh ấy. Đây này. Bò mới sinh. Đây là những chú bò mới sinh bé tí. Như vậy là ở một vùng rất sâu xa của Tuyên Quang như thế này, người ta có những cái công ty nuôi bò sữa, giải quyết được rất là nhiều công ăn việc làm cho bà con nơi đây. Thật là tuyệt vời. Đấy, bò sữa của Việt Nam phải như thế này chứ, đúng không? Ai như cái loại ba que, bò vàng ấy, bò sọc vàng ba que. Đây này, nhiều chưa? Bò sữa. Con kia đang ngủ. Mấy con kia đang ngủ. Chắc là vắt sữa nhiều quá mệt. Ở đây không biết có được đi vào không. Đây này, người ta đang khử vôi. Chắc là không vào được. Đây này, chỗ này là chỗ nó ăn này. Nhiều chưa? Rất nhiều luôn. Xích đấy.